Ba con giáp chăm chỉ, tốt bụng này sẽ đón chương mới của cuộc đời trong 30 ngày nữa, tài lộc ngày càng dồi dào. Trong 30 ngày tới, ba con giáp này sẽ nhận được tài lộc dồi dào. Trong văn hóa phương Đông, con giáp không chỉ là sự phân chia thời gian mà còn là sự kết nối giữa con người, thiên nhiên và cuộc sống. Mỗi con giáp đều có những đặc điểm riêng và mang những ý nghĩa số học, tính cách khác nhau. Trong 12 con giáp này, một số con giáp ngày càng trở nên thông minh hơn theo thời gian. Trong thử thách của cuộc đời, họ không ngừng trưởng thành, dần dần tìm ra hướng đi cho riêng mình và cuối cùng đạt được những kết quả phi thường. Tận hưởng một cuộc sống vinh quang, phú quý, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về ba con giáp này và xem họ sống thông minh hơn và đạt được những thành tựu đáng tự hào nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ như thế nào. Một, tuổi Tỵ khôn ngoan và sâu sắc. Những người tuổi Tỵ với trí tuệ và tầm nhìn sâu rộng của bản thân sẽ thấy mình đón nhận một giai đoạn mới đầy phát triển và tài lộc. Sự thông tuệ và phân tích tinh tế giúp họ tạo dựng nên thế giới nội tâm đặc sắc cùng khả năng nhận thức sâu sắc về môi trường xung quanh. Điều này dẫn đến việc họ không chỉ thích nghi nhanh chóng với mọi thay đổi trong công việc mà còn biến những thách thức thành cơ hội phát triển lớn. Tuổi Tỵ là những người không ngừng mở rộng biển kiến thức của mình, luôn học hỏi và tổng kết kinh nghiệm từ cuộc sống. Họ vận dụng tri thức này để hoàn thiện bản thân và không ngừng tiến lên trong sự nghiệp, từng bước trở thành lãnh đạo và nguồn cảm hứng trong ngành của mình. Trong giao tiếp, tuổi Tỵ giữ vững tôn chỉ tình bạn là vàng, xây dựng và duy trì các mối quan hệ cá nhân bền chặt. Sẵn lòng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình, họ không chỉ củng cố mạng lưới xã hội mà còn được đồng nghiệp và bạn bè tín nhiệm, tôn trọng. Với những nền tảng vững chắc này, người tuổi Tỵ sẽ tiếp tục cải thiện vị thế tài chính và tận hưởng một cuộc sống ổn định. Đây những thành tựu và hạnh phúc trong nửa sau của cuộc đời, 30 ngày nữa, chứng kiến sức mạnh của sự kiên nhẫn và tốt bụng, tuổi tị sẽ bước vào một giai đoạn tươi sáng với tài lộc dồi dào và cuộc sống viên mãn. 2. tuổi Sửu, siêng năng và thực tế. Trong 30 ngày sắp tới, tuổi Sửu, biểu tượng của sự siêng năng và thực tế sẽ bước vào chương mới của cuộc đời. Với triết lý sống ổn định nhờ sự cần cù và kiên nhẫn, họ có mọi yếu tố cần thiết để gặt hái thành công trong sự nghiệp. Được nuôi dưỡng bởi tinh thần làm việc chăm chỉ từ nhỏ, họ không ngại gian khó, xem mỗi thách thức là bước đệm cho sự thăng tiến đó chính là chìa khóa để họ khám phá ra cơ hội trong những hoàn cảnh khó khăn nhất và cuối cùng tạo ra bước ngoặt đáng kể cho sự nghiệp của mình tuổi sử luôn chú ý tới từng chi tiết không ngừng nỗ lực vì sự hoàn hảo lấy câu đi một ngày đàng học một sàng khôn làm kim chỉ nam sự tập trung này không chỉ giúp họ tạo dựng danh tiếng tốt mà còn khiến mọi người tin tưởng muốn hợp tác lâu dài bởi sự đáng tin cậy và có trách nhiệm cao vốn là những người thông thái trong việc quản lý tiền bạc tuổi sử biết cách tiết kiệm phân bổ ngân sách và đầu tư một cách khôn ngoan những năm tháng kiên trì và khéo léo này hứa hẹn sẽ mang lại cho họ sự phát triển ổn định và dồi dào về mặt tài chính. Sắp bước vào nửa sau của cuộc đời, tuổi Sửu không chỉ có cơ hội để nghỉ hưu trong an nhàn, hưởng thụ thành quả đã gây dựng, mà còn khẳng định rằng sự giàu có đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ. 3, tuổi Thân, hóm hỉnh và khéo léo. Sự thông minh và khéo léo là những từ ngữ không thể nào tách rời khỏi người tuổi Thân, biểu tượng của sức sáng tạo và cái nhìn tinh tế. Trong 30 ngày tới, những người sinh vào năm Thân sẽ bắt đầu một hành trình đầy ấn tượng trên con đường tài lộc và thành công mà họ đã chọn không ngừng đổi mới người tuổi thân yêu thích sự thử thách và không ngại thay đổi họ không chỉ theo đuổi lĩnh vực mới mà còn kết hợp linh hoạt giữa các ý tưởng độc đáo thể hiện rõ quan điểm sáng tạo là chìa khóa của tiến bộ tinh thần này liên tục đem lại cho họ những thành tựu ấn tượng và một sự nghiệp ngày càng phát triển bên cạnh những thành công đó người tuổi thân cũng quan tâm đến chất lượng cuộc sống họ luôn giữ tinh thần vui vẻ thưởng thức từng phút giây và tạo dựng các mối quan hệ xã hội vững mạnh tính cách này giúp họ nhận được sự ủng hộ và giúp đỡ từ cộng đồng từ đó củng cố thêm vị thế nghề nghiệp của mình Nhìn chung, người tuổi thân đang đứng trước ngưỡng cửa của sự thịnh vượng và hạnh phúc. Họ biết cách hướng đến tương lai thông qua việc không ngừng nâng cao bản thân và tận dụng mọi cơ hội. Hãy cùng chờ đón xem những bước tiến vững chắc này sẽ đưa họ đến với những đỉnh cao mới trong sự nghiệp cũng như cuộc sống cá nhân. Với sự chăm chỉ và lòng tốt, không gì có thể ngăn cản tuổi thân đón nhận vinh quang và phát triển không ngừng trong tương lai. Trong cuộc sống của chúng ta, ba cung hoàng đạo tỵ, sửu, thân tượng trưng cho những con giáp khôn ngoan và thành công khác nhau thời gian trôi qua họ trở nên thông minh khôn ngoan hơn và dần dần tìm ra quỹ đạo cuộc sống lẫn sự nghiệp phù hợp nhất với mình bằng niềm tin vững chắc thái độ làm việc thực tế và phương pháp ứng phó linh hoạt thành tích của họ không ngừng nâng cao đối với mỗi con giáp việc điều chỉnh kịp thời chiến lược cuộc sống và công việc cũng như không ngừng học hỏi lẫn phát triển là cách tốt nhất để nhận ra giá trị của cuộc sống chỉ cần mọi người có thể làm việc chăm chỉ trong lĩnh vực của mình họ sẽ có thể tận hưởng sự giàu có của riêng mình trong những ngày tới và sống một cuộc sống thành đạt hy vọng mọi độc giả có thể lấy cảm hứng từ nó dũng cảm theo đuổi ước mơ của bản thân và đạt được một phiên bản tốt hơn của chính mình thông tin mang tính chiêm nghiệm